ngắm giữa người vội bước đi. Còn nhớ mãi hình bóng ngày tháng nguyên khắc sâu, bên chung dù nồng người thích khăn chen với ta. Vẫn nhớ mãi hồi ức nhớ về anh, từ trong ta chỉ muốn gọi tên người có hay. Buôn ba nơi phong trần phiêu bạt gió sương, tầm tâm can nỗi sâu bi như dằn xé. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, cuộc sống có tốt không, có khỏe không? Chẳng hỏi ấm về đây, chẳng hỏi thăm thế sao, một câu quan tâm nào thấy đâu. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, vì cuộc sống ở nơi đây bình yên, trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa, chờ đợi tin ai. Huynh đệ ơi, anh sẽ quay về. Từng tháng năm trôi qua chẳng thể nào hiểu ra, ở phương trời nào cuộc sống anh có ổn không. Nhân gian rộng lớn nước cờ anh từng bước đi, vạn điều tâm tư vẫn tin anh thành công. Khi đông qua đi nhất định anh quay về, về đây nơi xưa cha mẹ già ngóng chờ. Kết thúc ngày tháng phiêu du về nơi chốn an yên, đàm đau thâu đêm nơi rồi cây cùng chi kỷ. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, cuộc sống có tốt không, có khỏe không? Chẳng hỏi ấm về đây, chẳng hỏi thăm thế sao, một câu quan tâm nào thấy đâu. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, vì cuộc sống ở nơi đây bình yên, trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa, chờ đợi tin ai. Huynh đệ ơi, anh sẽ quay về. Cùng dòng máu đỏ, cái thân từ hồi còn nhỏ với nhau. Yeah. Với tôi đã thề bạc tóc xanh cỏ tới sau. Nhưng mà ai đã đi xa hay ngã khi ta không còn hay gì về nhau. Tan từ nay và về sau ngoài kia, còn biết bao nhiêu trong gai đang đợi. Có huynh đệ với nhau đến đâu không ai mang tới. Dẫu có bao nhiêu sóng gió xa bốn phương cùng trời và cuối đất, huynh đệ ta cũng tương phùng. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, cuộc sống có tốt không, có khỏe không? Chẳng hỏi ấm về đây, chẳng hỏi thăm thế sao, một câu quan tâm nào thấy.